với hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nguyễn Trọng Trí sinh năm 1997, ngụ xã Trung Thành, huyện Dũng Liêm, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dũng Liêm ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam để điều tra theo quy định tại khoản 2 điều 146 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Dũng Liêm đã vào cuộc điều tra và xác định bị can Nguyễn Trọng Trí điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thuộc địa bàn quận Dũng Liêm. Khi nhìn thấy các bé gái đạp xe đi học hoặc đi bộ thì chạy theo đến đoạn đường vắng để thực hiện hành vi dâm ô bằng cách dùng tay sờ vào dùng kính của những người này. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện hành vi nêu trên với cả những người đi đường là người đã thành niên. Tại cơ quan điều tra, bị can trí khai nhận đã thực hiện 4 lần với 4 bị hại trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quyền Dũng Liêm thông báo những ai là bị hại của vụ việc tương tự như trên, nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quyền Dũng Liêm hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tuấn, số điện thoại 0906 040 577 để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.